không sao, xem chúng. Làm sao nhìn mọi người thê thảm thế? Không sao, không sao anh, chút nữa là xong rồi. Xong xong rồi, uống nước đi, uống nước đi, theo uống nước đi. Xong xong rồi, xong xong rồi. Ok, mọi người chờ một chút nha. Giải pháp cho mọi người đây rồi. Đây là cái gì vậy chị? Mở ra coi. Wow, để coi đây. Wow, cái này là cái gì? Wow, máy xay sinh tố đa năng. Wow. Nè, đây, hãy đánh trứng. Ồ, bây giờ mình phải sử dụng thôi. Ok. Máy xay đa năng lóc bánh lóc này rất đa năng nha. Có thể xay thịt nè, đánh trứng, xay tỏi ớt và xay cả các loại rau củ quả nữa. Tại sao em lại chỉ tặng có một cái vậy? Ủa, vậy thì sao chị? Chào cả nhà. Cái máy này rất là tuyệt vời. Nếu như có nó sớm nãy giờ, tụi em đã giải quyết được tất cả các vấn đề rất là nhanh rồi. Nhưng mà tại sao chỉ mỗi gia đình anh Trung có? Ừ, anh cũng muốn có nó, phải không bà xã? Phải rồi. Mẹ em cũng muốn có nó. Ok, rồi ai cũng có. Nhưng để làm sao có, đó là bí mật. Amway luôn cố gắng mang lại những sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Bà con kết hợp với những đối tác uy tín để mang đến cho nhà phân phối những trải nghiệm tốt nhất cũng như hỗ trợ cho nhà phân phối kinh doanh hiệu quả nhất. Trên tinh thần đó, nhân dịp này, Amway xin giới thiệu chương trình khởi đầu năm tài chính mới rộn ràng niềm vui cùng Amway. Với mỗi đơn hàng trị giá 5.9 triệu, khi các anh chị mua các sản phẩm bất kỳ của Amway, các anh chị sẽ được sở hữu ngay một máy xay đa năng của Lock & Lock với giá trị 3.3 triệu. Đây là món quà gửi tặng tất cả các anh chị nhà phân phối, khách hàng nhà phân phối nhân dịp đầu năm tài chính mới. Chúc các anh chị năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, và thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh cùng Amway trong năm tài chính mới. Bây giờ thì ăn thôi, đồ ăn ngon quá nè.